Cả một con đường rộng lớn vắng vẻ, không có ai tranh giành, nhưng không hiểu làm sao người điều khiển xe máy lại chọn một cách hết sức khó khăn nhưng vẫn làm được là đâm thẳng vào cột điện xuyên qua cả một chiếc biển quảng cáo. Không khó để nhận biết đây là hậu quả của việc phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ và khi thấy trước mắt mình là chướng ngại vật thì không thể xử lý kịp và không còn cách nào khác là đâm thẳng, xuyên thủng. Nhiều người khi xem xong tình huống này còn nói đùa với nhau rằng nếu đây là một clip quảng cáo mũ bảo hiểm thì chắc chắn clip này sẽ đạt điểm 10 cho chất lượng. Chủ nhân thì không sao, nhưng có vẻ chiếc xe máy đã gặp những chấn thương khá nặng vì phải loay hoay mất một lúc thì chiếc xe vẫn không thể nổ máy được. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng thì vi phạm về tốc độ là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông vì khi phóng xe ở tốc độ cao sẽ hạn chế khả năng phân tích và phán đoán tình huống trên đường. Và với thanh niên gây ra vụ tai nạn này thì chẳng còn biết trách ai ngoài trách chính mình khi vừa bị đau vừa tốn tiền sửa xe. Nhưng cái tính phóng nhanh thì không ai dám chắc là có sửa được không. Mức phạt cho hành vi chạy quá tốc độ đối với xe máy nằm trong khoảng từ 200 đến 5 triệu đồng. Đồng thời với đó là bị tước giấy phép sử dụng lái xe từ 1 đến 4 tháng. Tuy nhiên với nhiều người thì mức phạt này có vẻ vẫn chưa ăn thua. Vì vậy, tốc độ họ vẫn vi phạm. Hãy cùng xem một siêu tốc độ sau đây điều khiển xe máy với tốc độ cao. Nam thanh niên đã lạng lách để vượt hết những ô tô trên đường. Nhưng cái đích cuối cùng thì đáng tiếc lại là đuôi một xe ô tô trước mặt. Nam thanh niên bị ngã ra đường và có lẽ ở tốc độ này thì chấn thương cũng không hề nhẹ. Đến ngay cả chủ xe bị đâm cũng phải xuống đường để tìm hiểu xem người đâm vào xe mình gặp chấn thương thế nào để còn biết đường mà giải quyết tình huống. Ham mê tốc độ là điều không hiếm gặp ở nhiều thanh niên khi điều khiển xe máy. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi có thể gây kích thích nhưng cũng có thể đưa mọi người đến gặp các rắc rối nhanh chóng hơn. Thậm chí, tính mạng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ít người còn rất trẻ tuổi hoặc là những người là trụ cột lao động trong gia đình nhưng chỉ vì vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện mà dẫn đến những vụ tai nạn hết sức đau lòng. Gia đình lập tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn, xã hội thì thêm gánh nặng. Chính vì vậy chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ phía trước tay lái là mạng sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim, ý thức của mình. Đừng mang sức khỏe, tính mạng ra để đánh đổi lấy thứ gọi là tốc độ. Điểm mù giao thông xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. We'll be right back.